Hello, xin chào cả nhà nha. Quay trở lại clip mình nha. Cái nhà mới lành nha, YouTube Anh Phúc chứ cả nhà. Hai qua đầu bếp nha cả nhà ơi. À, qua đầu bếp bếp bác. Ôi chào. Đây qua ốc làm gì đâu bếp? Cái ốc làm dồi nè, lâu quá không ăn món này. Rồi, bu đen hả? Bu đen. Bu đen cả nhà. Đen nó ngầm. Ừ, liệu đây có bà gọi nữa nha cả nhà. Bà gọi mình bầm. Đã chuẩn bị bánh. Rồi cái này nấm tàu. Nấm tàu với nấm mèo nữa cả nhà ơi. Đó. Ngâm giùm á. Ừ. Ngâm hai cái hả? Nấm tô nấm mèo thôi. Nấm mèo đâu phải không? Đó. Ốc này nó để ra gà bầm nha cả nhà. Chứ mà ốc nhồi nha cả nhà. Ốc nhồi, ốc làm dồi cũng nó đó. Ốc bu đen không cả nhà ơi. Năm mươi mấy sáu chục ngàn ký nó dám bắt nó nhồi luôn nè. Lâu quá không ăn thì. Ừ. Ốc bự bự không cả nhà. Ốc bu đen thì giờ đang có giá nè. Bu đen hả? Không, người ta dễ lễ không? Vậy đó hả? Ai biết đâu à? Có biết đâu. Thôi mình để đi ngâm nước mèo cả nhà ơi. Ngâm đi dọc. Được như là cả nhà bộ bột nhiều rồi mình bầm ra nữa rồi mình dòm lại con ốc này nghe cả nhà. Lửa ốc là bự, dòm cho nó hao một chút, ốc nhỏ nó ít nè, như lửa ốc bự á. Lửa ốc nhỏ dồn, bự dồn ăn con mới đã. Ốc nhỏ dồn nhiều con, nhiều con, con, con con gì đó. Đó kết bự bự gì nè, hao lắm. Không? Wow. Lửa ốc lát này dồn nè. Lửa ốc nhỏ dồn ha. Còn mấy con nó hết rồi cả nhà ơi. Không cho đụng vô cái nó hiếp mài ra khó đấy. Dồn nó vô nha cả nhà. Đầu bếp bầm tay nhiễm ghê không? Đầu bếp mà. Chiên đi nấu đám á. Đám tùm tùm, cắt tùm. Chứ mỹ quả cơ. Mày được đi ra nấu đám đó đâu. Đám đó để mấy bà lão nấu không ơi. Bữa nay đàn ông vào bếp. Đầu bếp hồi kiếm cái áo nào màu đỏ vô nghe. Cho đồng bộ. Không có áo nào xanh màu đỏ, chỉ có áo xanh tộc thôi. Nước gì luôn rồi. Sắc nước mèo rồi bỏ vô đó luôn cả nhà ơi. Đang bầm lên. Còn thịt đây nữa mình bầm luôn nha cả nhà. Còn nhiều nữa rồi. Nhặt nổi bầm mấy con để cho có xì tố sẽ ngon. Ừ, nhiễu quá ngon, bầm nó cái thấy gì nó mới ngon đó. Bầm
bầm họ có cái đuôi giống như nha. Không có gì không muốn nổi. Có chuyện nói gì vậy? Có thấy lia lịa kìa, thì cái đuôi nó nói đuôi. Cái mặn ta cử cái vụ đó biết không? Ủa, quá cử nè. Nó có đuôi với nó nói gì đâu. Vì nín không nói ha. Nói khác đi. Ừ. Rồi vậy bỏ áo vô bầm tiếp. Rồi bầm thịt cả nhà ơi. Nếu mà móc xong rồi đâu mình bầm thịt. Móc được nhiêu là cả nhà. Chứ thịt cái mình trộn lên nó nhiều lắm. Ủa sẵn hết rồi, thấy không cả nhà? Sẵn hết rồi đó. Thêm miếng thịt nữa đi cho nó có thịt chứ ba gọi không nè. Bẩm này không chút nó hơn hết chứ. Còn nhiều luận mới hết chứ. Bầm có thịt có mỡ mới ngon nha cả nhà. Ba gọi mới ngon nha. Bầm thịt đùi không có ngon nữa. Rồi, cắt bún tàu vô bỏ vô luôn cả nhà ơi. Cứng như vậy à. Này mình không có ngâm nha cả nhà, ngâm để vô nó mềm lắm. Đứa tháp đây còn sắc xả nữa mà. Sợ tập tối nữa. Còn này mình để vậy đó là để vô là nó mềm vừa luôn nha cả nhà. Để mình ngâm trước cái nó mềm cái rồi mình trộn vô mình nếm cái nó mềm lắm. Về nha, đào tài chút ha. Chịu cực mà nó ngon, chịu khó mà nó ngon. Chắc hả được không? Dài không? Cho dài quá. Sâu vô là nó gì. Rồi anh em luôn đầu bếp ơi. Sắc hành luôn trộn lên nó nêm luôn. Đó hả? Nó không có không lấy cái chân quay ra lấy chân quay cầm á lâm tiêu. Sắc hành rồi cả nhà ơi. Tiêu đâm rồi cả nhà ơi. Ăn sắc xả bỏ vô luôn nha cả nhà. Còn cái là còn cái lá xả này nè, hồi là mình lót vô ngóc rồi cả nhà, rồi bỏ thịt vô. Hồi mình làm từ từ rồi nói sao cả nhà. Trứng vịt bỏ vô luôn cả nhà ơi. Đó. 4 quả nha cả nhà. Rồi, 4 quả đó mình trộn đều lên luôn. Có trứng vô nó mới thơm mới ngon nha cả nhà. Xả bầm chưa xong nữa nè. Ngon lắm, cầm ăn vậy. Con nhuyễn. Đây là trứng sơn. Muỗng. Cà no nha cả nhà ơi. Cà no 2 muỗng. No 2 muỗng. Đường 5 muỗng. Đường 5 muỗng. Đường giá nhỏ cả nhà ơi. 2 giá. Mình chơi 2 không à.
Vậy nói đi, nói cả nhà vậy đi chứ gì nói. Chơi hai luôn cả nhà ơi. Hai muỗng cà no ướt bột ngọt. Hai không à. Nó đi luôn, nó đi cặp á cả nhà ơi. Chơi hai luôn. Đi cặp á. Hai điện nữa trời. Rồi trộn đều lên cả nhà ơi. Đi rồi. Rồi muối miếng hai muỗng nữa, hai muỗng lưng lưng cả nhà ơi. Đó. Gã đều ra. Rồi. Gã con cổ một. Trời đang bư đó cả nhà ơi. Đó. Nhắc cái cộng xả vô vậy lần nữa là mình ăn cái mình rút cái ra dễ nha cả nhà. Xả hơi dài không? Được rồi. Dài dữ. Trời cắt ngắn ngắn mới dài, chổi bắn họng thôi. Sợ thì cứ nửa cắt. Cho cái này nữa mình ăn cái nấm hai cái này giật lên là mình ăn luôn cộng thôi. Còn ngọt nữa hả? Hả? Như thường lưu đó. Ừ, tại không biết giòn. Cái này để giòn cái tên nó giòn. Ừ. Bàn tay không khéo léo à bạn ơi. Bàn tay 5 ngón hả? Ừ. Có ngón dĩnh 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 dĩnh. Ừ, có ngón dĩnh dĩnh. Khí trời. À, hai con rồi cả nhà. Cháy nó trời. Vậy. Hấp gà để sắp, em vô không hấp? Sắp vô đàng hoàng. Cái gì? Đó. Có đầu bếp nữ nữa cả nhà ơi. Ừ. Đó. Đầu. Đó. Đi hả đầu bếp? Ừ, nó mua mà quên. Chữ quá trời chữ quên luôn. Xui nữa không được rồi. Cả nhà ơi, sững rồi cả nhà ơi. Còn hết vỏ ốc rồi, giờ mình lấy lá cách luôn cả nhà ơi. Lấy lá cách gói luôn nó thơm. Hết hết vỏ ốc rồi mà còn còn thịt nhiều quá mình lấy gói lá cách luôn. Thấy là con này hấp dẫn rồi nè. Gói lá cách cả nhà, nó gói vậy đó là còn cái mỏ nhọn này nó cái đầu này là mình đâm nó vô luôn nha cả nhà, nó cho dính lại nha cả nhà. Đó. Nhỏ là cho nó gọn. Ừ, nó đâm lại cho dính vậy cả nhà. Có cái gì cũng đem giấu. Đem vô nó làm chuyện nè. Lá là nhỏ quá ha. Tho làm được à. Quặng luôn hả? Nó có quặng, để ship lại. Ờ ship vô. Ship. Bành bành cái lá kia ra cho bự lá một chút. Rồi, ở máy nào mình hấp mình chín rồi qua tiếp cả nhà ơi. Rồi, vừa xong cả nhà ơi, đầu mình đi hấp cả nhà ơi. Ồ, nặng dữ vậy. Rồi, vô cả nhà ơi. Đó, mình hấp cái tỉ nè. Rồi, trời chín rồi cả nhà ơi. Rồi, chín rồi nè cả nhà ơi. Hết sảy không, hết sảy không? Nhìn thấy hết sảy không cả nhà. Hôm mình cũng không có quay lên nhỏ. Hả? Ăn hả? Cà bóc gì ăn luôn hả? Gì mới ngon nè. Hả? Bếp ăn nghe coi. Trời ơi, nhức nách chưa? Không biết rồi. Quá. Quá đã luôn. Trời 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 trời. Quá ngon hả? Quá ngon hả?
Ờ thứ gì bằng thật chứ. Không cảm không đã. Ồ nhiễu nước miếng mà. Làm nhiễu nước miếng mà. Để nhờ cameraman quay cái đây. Rồi, mời cả nhà nha. Làm nó thèm quá cả nhà, nhờ cameraman nữa nha, mời cả nhà nha. Bạn nó vô. Không có nước chấm nhìn cho nó hấp dẫn anh. Trời ơi, vừa ăn luôn anh. Dạ nó vừa thấy không? Thì nước lợi hại đó đó. Trời ơi, uống cái gì? Nóng mà. Trời ơi trời nóng mặn ra kìa. Cái gì chị nổi thật á. Còn nè. Còn nè. Có đã anh nhạy. Cái ruột nó trong ăn còn ruột nữa nè. Trong mới ngọt nữa nè. Dạ. Điểm là lớn rồi đó. Điểm là lớn rồi đó. Màu chùm hổm vậy ăn ngon ghê. Ăn thường cái ăn dụng dưới bếp ngon hơn ngồi lên bàn đấy ăn như vậy như bà biết. Kết thúc tại đây luôn cả nhà. Thôi bye cả nhà nha. Các bạn ha. Bố rảnh rỗi rồi làm ăn vậy nha các bạn. Ăn là gì liền.